Hi guys, welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với Stickman Heroes Fight. We meet again. Ready, fight. Okay. Attack! Anna. Thắng rồi các bạn ạ. Đâu thế nào? Okay. I can't run anymore. I have nowhere to hide. Khung cảnh mới nha. Ready, fight. Spider-Man. Wow, amazing. Wow, nhanh thế nhở? Way to go. Quá đẳng cấp luôn. Chỉ cần đánh một chút thôi là đã thắng luôn rồi các bạn. Chúng ta nâng cấp lên một chút nào. Đánh cho khỏe ăn. Fight! Dù sao thì chúng ta cũng chiến thắng. Fight! Fight! Attack! 13 hit luôn. Thắng trong vòng tích tắc các bạn ơi. Fight. Chúng ta chiến đấu một trận nào. Chưa hết 30 giây rồi mà chiến thắng rồi. Okay. Lại win các bạn. Quá dễ. Cùng đến với Time Round nha. Cùng bắt đầu trận đấu nha các bạn ơi. Ồ, hết máu rồi các bạn ơi. Ai da, không kịp chạy. Ok. để chạy các bạn. Ai đâu khỏe áo thế nhờ, bắn mình hai cái rồi mình nó tung nó rồi sợ lắm đấy, ôi trời. Ai à, sao người ta lại có tia lửa đấy nhở, lại có tia sét nhở, nâng cấp cái gì lại có tia sét vậy các bạn. Ôi trời, một chút xíu là bắn được rồi. Ai à, ôi kìa, sao mà khỏe thế nhở. Trời ơi, khỏe quá, bắn mình hai phát là mình die luôn rồi. Fishdom is over. Chúng ta vẫn chiến thắng với tỷ số sát sao là 4-30. Ok, chúng ta có xe mới nè. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu để mà có sức mạnh khác biệt hơn không. Mọi người toàn xe mới rồi. Let's go. Bây giờ chúng ta mới được lên đại máy. Chúng ta xe. Ôi wow, sao mà kinh khủng vậy. Bắn một phát cả đội chết luôn, sợ thật đấy. Ui thật. Ui chạy chạy chạy, bom nỏ. À. Ui trời. Ui trời, bị cháy. Oh my god. Ôi, đúng rồi, đồng hồ của chúng ta tiêu đấy hết rồi. Chào Poppy. Yes. Đẳng cấp các bạn ơi. Chúng ta được thăng hạng. Ai à. Ôi trời, sao lại có cái súng máy ở đây? Tại sao lại có súng máy ở đây? Ai à? Oh no, chúng ta cần lùi vào vậy. Lùi các bạn. Không lùi là hảo. Yes. Hạ được cái súng máy rồi. Ai à? Phải học chút nào. Ai à. Chúng ta cần được vào vậy. Ôi, nó yếu quá. Hồi máu các bạn. Ây à. Ôi trời, bị hạ vào đúng những giây cuối luôn các bạn. Dù sao thì chúng ta vẫn chiến thắng. Chúng ta ở vị trí thứ 3 các bạn ạ. Bé ghép luôn. Ok, chúng ta cùng chiến một trận cuối cùng nha, trước khi chuyển sang trò chơi khác. Lần này quyết tâm chiến thắng này. Tiếng sói là mình ngố ở đâu đó. Yeah. Ui, đội của chúng ta phải áp hết đấy các bạn. Có hai cái súng máy này. Ai à. Chạy các bạn. Yes. lắm cho tôi. Ai ra? Wow, vậy của chúng ta mạnh quá. Không, vậy của chúng ta quá mạnh luôn. Ai à? Có súng máy, có súng máy. Bắn quá các bạn ơi. Yes. Dám xâm phạm lãnh địa. Này thì xâm phạm lãnh địa. Ok luôn. Bắn kinh thật đấy. Quá đỉnh luôn. Tóc một kiều. Ai da. Vừa tóc một kiều xong bị hạ luôn các bạn ơi. Ok. Ui, nổ tung luôn. Ok, thắng rồi. Chúng ta chiến thắng. Tỷ số áp đảo gấp đôi luôn. 39-16. Yes, lần này chúng ta đã vươn lên vị trí thứ hai rồi. Ok nha. Cùng đến với Evil Plush Toy Horror. Thực hiện thử thách. Trong căn phòng có Poppy. What happened? Why is so dark? Tại sao lại tối thế này chứ? Mất điện rồi các bạn. Đây là một siêu thị. TV không? Chúng ta đến xem TV này. Phải xem hướng dẫn này. Hi, I'm a teddy bear. I don't think you can get out. I'll help you, but first help me find my friends. Giúp ta việc tìm bạn. Chúng ta phải tìm ba bạn gấu nào. Ba con teddy. Âm thanh thật là đáng sợ. Poppy đâu ta? Đây. Ngay trước mặt chúng ta luôn. Đây mà bạn ta đi rồi nè. Ôi giật của mình. Mới tìm được món teddy thôi các bạn ạ. Vì chơi lại từ đầu các bạn ơi. Buồn quá. Tối quá nhỉ. Mọi người xem ở đấy thế nào chứ mình nhìn vào trực tiếp vào màn hình máy này tối lắm. Không nhìn rõ luôn. Chưa thấy cái tivi nó kêu các bạn ạ. Teddy bear, I don't think you can get out. I'll help you, but first help me find my friends. Okay. Poppy nó đâu rồi? Không biết con Teddy còn ở chỗ như vừa nãy không nhỉ? Nổi hết cả gai ốc các bạn ạ. Trời này. Sợ lắm. Ngoài không có teddy ở đây rồi. Đi giấu chỗ khác rồi. Mà giấu chỗ nào ấy em tìm mãi không thấy luôn. nhé. Mở được cửa. Tối quá các bạn ơi. Poppy nó kìa đi vào kia kìa. Tép đi ở đâu ta? À, đây có một tép đi rồi. Yes, tìm được con đầu tiên rồi các bạn ơi. Tối quá, khó nhìn quá kìa. Ui, nó chỉ có mỗi một con nhà giấu ở đâu kỹ quá. Úi nó kìa, chạy thôi các bạn. Tối nhìn đau cả mắt luôn, không nhìn thấy nó đi ở đâu nữa. Bây giờ có một con thôi à. Trên này như không có. À, đây con thứ hai này. Oh my god, chúng ta tìm được 2 con rồi. Ôi là trời, đau mắt quá. Còn một con nữa ở đâu đây các bạn ạ? Where are you? Có biết là con thứ 3 ở đâu không các bạn ơi? Tôi nhìn đau mắt quá rồi. Con này to quá không phải. Rồi con bé bé cơ. Đây vừa nãy mình nhặt một con rồi này. Úi chút nó kìa, nó kìa. Đâu được nhờ. Khó quá cơ. Đây không có. À, ui, rất cao mình. Oh, no. Trời ơi, còn đúng một con nữa là hoàn thành rồi. Ok, chúng ta cùng đến với Murder Us nha. Ui, trời ơi, vì đau mắt quá. nối màu à. Ok, xong nhiệm vụ đầu tiên. Oh no 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 no, chúng ta vừa đi qua quái vật xong. Oh no, đồng đội của chúng ta bị chết rồi. Oh, xem thanh công cụ ở đâu nhỉ? Nhiệm vụ của chúng ta ở đâu ra? Là như nào? Chúng ta phải làm gì đây? Cái này ở đây, cái này ở đây, cái này ở đây. Oh no, no no no, lại là ở đây có mấy màu không ạ? Làm sao để tách ra? No, dính với nhau vậy được nhỉ? Ở kìa, màu vàng này bỏ đi này, màu này ở đây. Không hiểu lắm các bạn, nó cứ dính với nhau. Chúng ta không thể nó dính. Cái này ở đây à? Cái này... không có chỗ lại, lấy lại nhỉ? Nó bị dính này. Ơ kìa, trò này nó như nào nhỉ? Trò này là như thế nào? Không hiểu các bạn. Gì đây? Yes. Ôi, chúng ta có 10 nhiệm vụ. Và chúng ta mới làm được có 2 nhiệm vụ được các bạn. Ở đây có nhiệm vụ không? À, đây rồi. Okay. Oh no 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 no! Oh my god! Xíu nữa thì lại bị nó. Xíu nữa thì bị quái vật sẽ nó ấy rồi. Oh, chúng ta còn nhiều nhiệm vụ quá. Ngoài là phòng gì đây? Kìa, ok, let's go. Chúng ta trốn được vào đây à? Xếp hình các bạn. Rồi, quái vật kìa. Xong nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Oh no. Bị quái vật nó hạ rồi. Lại nha. Lần này thì chúng ta sẽ lại là quái vật. Đi theo, đi theo, đi theo, đi theo. Sao đi nhanh thế? Yes. Đợi. Yes. 2 người rồi. Như chúng ta có nhiệm vụ ở đấy. Ok. Nhiệm vụ gì đây? À, là chúng ta có thể chui xuống cống. Yes. Đâu nhỉ? No, chúng ta sắp hết. Oh no. Hết năng lượng mất rồi. Yes, lần này chúng ta sẽ không làm quái vật nữa rồi. Làm cái này có vẻ dễ hơn này. Nhiệm vụ, chúng ta có nhiệm vụ ở đây. Làm gì đây? Sẽ làm gì đây các bạn? À, cho thẻ vào đây. Không được nhỉ? Ồ, thì ra là vậy. No. Chúng ta vừa gặp quái vật xong đấy các bạn. Sợ thế chứ. Chúng ta có nhiệm vụ ở đây. Làm gì đây? Ok. Xong nhiệm vụ thứ 2. À! Lại bị nó bắt rồi. Ok, cùng đến với Ben Thanh nha. Chiến đấu rồi. Ôi trời. À, yes, ui. Chiến thắng trong gang tất các bạn. Chúng ta đến đây ăn một đòn. Yes. Ai à, yếu quá. Chạy. Oh no. Không kịp chạy các bạn ạ. Sao thế nhỉ? Sao lần này chiến đấu fail thế nhỉ? Ayo. Chạy. Ôi trời, chạy không bị bắn các bạn ơi. Ayo. Ok nè. Kiểu ấy mình à. Ok. Ôi, chúng ta có 2 đạn rồi. 2 hàng lắm. Chúng ta đang ở vị trí thứ 5 các bạn. Cái này ăn 1 đạn. Sẽ có gì hay. Wow, chúng ta đang ở vị trí thứ 3 rồi các bạn ơi. Cái này nó chiến luôn đấy mình. Cũng chiến đấy. Trừ khử cái thứ nhất nè. Yes. Chúng ta trừ khử cái dẫn đầu luôn các bạn. Thoát bỏ luôn. Chúng ta leo đến top này. Cái này có bắn mình này. Yes. Mình có bắn người ta đâu mà người ta cứ bắn mình. Bé mà lại cứ thích bắn cái to ra. Wow, chúng ta đang ở top 1 nha các bạn. Ui là trời, ui. Chúng ta tụt xuống vị trí thứ 2 rồi. Mọi người bắn kinh khủng thế nào. Ui là trời. Ui đông quá, đông quá. Chạy 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 chạy. Né đi thôi các bạn. Ui căng thẳng. Ai da. Chiến nhỉ. Bắn mình này, bắn mình này. Ok. Ok. Ô cho anh bạn bắn mình cơ. Sợ thế nào. Này thì bắn mình nè. Ai kêu bé mà bắn mình. Chúng ta đang ở top 1 nha các bạn. Không có đối thủ rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Anh ơi. Trời ơi. Ta sẽ tạm dừng ở đây. Cùng đến với Fishdom nha. Ôi nước. Đau tính. Cho cá ăn trước nha. Yes. Lâu rồi không vào trong các bạn cá. Chúng ta sẽ cứ đi chơi trò chơi nha. Chơi trò chơi kiếm tiền mua thức ăn cho cá ăn các bạn. Chúng ta chỉ còn có 3 bước đi thôi. Trời ơi, chỉ còn một bước duy nhất. Ủa, có giỏi các bạn ạ. Ok. Chơi lại nha. cho nó cái pháo này nổ được ít thế nhỉ, nổ được ít quá. Wow, cái này có tác dụng gì? Yes, hoàn thành rồi các bạn ơi. Làm tiếp theo nhé. Lần này chúng ta sẽ phải phá hết những cái này đi, thu thập những cái màu trắng và màu vàng này. Khá khó đấy, tại vì khá là nhiều. Chúng ta cần tạo ra nhiều quả bom, chị sẽ dễ dàng trong việc phá cái này hơn. Nhiều bom quá đẹp. Ok, một cái này đã là xong rồi à. Hoàn thành rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng đến với Hills of Steel. Ôi trời đất ơi, hơi to nè, làm âm lên một chút. Trời đang mưa các bạn, trời mưa thì đường núi rất là khó đi. Ui trời, máy bay, wow, bắn một phát tan tành luôn các bạn. Trốn. Ok, trượt nó rồi. Ui trời, trượt rồi. Ai à? Ai à? Ok. Lùi một chút. Ai à, con cao quá. Yes. Ôi, chúng ta gặp boss rồi. Ok. Chúng ta cần bảo vệ. Oh no, mất cái bảo vệ luôn rồi. Yes. Nhưng mà chúng ta vẫn chiến thắng các bạn ạ. Boss defeat. Wow. Nó chơi nốt một ván này nữa nha. Ai à? Ai à? Chết. này. Ok, thành công làm mục tiêu đầu tiên. Ok, sao lại lộn như trời vậy? Xe tăng một cảm giác nhẹ, hơi tí là làm được rồi. Ai à, lùi. Lùi một chút này. Ok, không trúng các bạn. Này, trúng này. Trận này chúng ta có chiến thắng hay không đây? Úi là trời, yes. Hai cái liền các bạn. Yes. Ok, chúng ta sắp phải boss rồi. Tiến lên nào. Ây da, không phá. Yes. Chấm máu đấy thôi là triệt tiêu dệt được. Ok, giờ thì gặp boss nào. Chúng ta vẫn còn nhiều máu và còn khiên bảo vệ nữa. Ai à? Ô kìa, sao bảo vệ? Ô kìa, no. À, tránh. Né. Ok, chiến thắng các bạn ạ. Ok, chúng ta cùng đến với trò cuối cùng của ngày hôm nay nha. Poppy Horror. Lần này thì chúng ta sẽ là người đi trốn. Đâu mà? Đứng góc này đi lắm quá. Chúng ta sẽ đứng ở góc nào có tầm quan sát rộng rộng. Ủa, hai con Poppy đang ở hết bên kia. Ok, chúng ta sẽ đẩy nó ra. Chạy sang bên này. Ai à, không. Trời ơi, đẩy ra để chạy rồi mà vẫn bắt được. Ok, là trời. Ok, nó đứng ngay trước mặt mình. Chạy. Trời ơi, lại chạy sang đúng trước mặt nó vậy. Cái này chúng ta sẽ làm cái gì? Đi tìm có lẽ dễ hơn này. Đồng thế này. Chót cái kill này. Đúng lại nha. Ồ, cứ đi tập trung với nhau. Một người nữa thôi. Đâu nhỉ? Hình như là đây, tàng hình ở đây thì phải. Đây rồi. À, đây. Tàng hình nè. Tàng hình thì cũng bắt được nha. Ồ, màn này màn bonus à? Bonus các bạn. Bắt quá là dễ dàng. cái đầu hốt. Oh no, sắp hết giờ rồi. Yes. Là bonus. Ui rộng thế nhở, có 3 sân luôn. Oh no. Nó đâu nhở? Ok. Ta chạy sang đúng mồm luôn. Chán thật đấy. Chúng ta chơi nốt ván này nào. Ok. Ok. Chưa kịp nhìn nó ở đâu luôn. Ok, và video của chúng ta hôm nay cũng xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt.